Em rủ anh đi khách sạn á. Em rủ hả? À, em định là em nghĩ là thôi mình đi sắp đi Nhật rồi, mình cũng nghĩ mình cho qua đường thôi. Xong cái em nói anh ơi, nhưng mà xong rồi á 12 giờ anh đi về nhà anh ngủ đi nha, em ngủ tay mình được rồi, mang trả tiền phòng cho. Em sợ liên lụy dính líu tại vì em cũng sắp đi Nhật rồi. Em nói đi cho biết mùi đời thôi. Xong rồi vô khách sạn em tắm, em thay đồ ngủ, em đem thay đồ ngủ nữa, đồ ngủ đẹp lắm. Xong rồi ra, xong rồi hai đứa nói chuyện, nói chuyện này kia, tâm sự để hiểu nhau hơn vậy thôi. Xong rồi cái xong rồi 7 cái luôn. Bảy cái luôn trời ơi. Xong giờ con em đi không nổi luôn.